Học sinh lớp 1 bị cô tác động bằng thước vào tay, mẹ biết chuyện liền đến trường tác động vào má cô giáo. Theo báo cáo từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Thạnh, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4, trong giờ học toán, em NMH không chịu làm bài, không chịu giơ tay thực hiện phép tính, không thực hiện cộng trừ. Cô N đã tác động bằng thước em học sinh 5 lần phía trên tay trái. Sau hành động đó, cô thấy mình đã sai nên gọi điện cho mẹ em N qua Zalo để xin lỗi, nhưng mẹ em N không nghe máy. Đợi khi tan học lúc 16 giờ, cô N đã gặp chị của H xin lỗi và được chị của em H đồng ý. Tuy nhiên, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, mẹ của em H và hai người nữa đã đến trường. Mẹ của H đã tác động vào má của N. Hai người đi cùng cũng định tác động vật lý cô giáo nhưng được hiệu trưởng và các đồng nghiệp của N can ngăn. Có một người đã dùng điện thoại để quay phim lại sự việc. Sau sự việc, ban giám hiệu nhà trường cùng chính quyền địa phương đã nhiều lần đến gia đình thăm hỏi, an ủi, xoa dịu và đến ngày 4 tháng 4, em H đã đi học lại bình thường. Đến ngày 6 tháng 4, nhà trường họp hội đồng kỷ luật và thống nhất kỷ luật của N với hình thức khiển trách. Đến ngày 10 tháng 4, huyện đã ra quyết định điều chuyển công tác của N sang trường khác. Ngày 17 tháng 4, nhà trường và đại diện ngành giáo dục cùng chính quyền địa phương đã mời gia đình của em H đến thông báo kết quả xử lý. Phụ huynh của em H đồng ý việc xử lý của N và hứa sẽ không đăng tải vụ việc lên mạng xã hội. Nhưng phụ huynh em H yêu cầu cô N phải trực tiếp đến gia đình để nói chuyện và được các cấp lãnh đạo đồng ý. Tuy nhiên, cô N đã nằm viện tại Long An từ ngày 8 tháng 4 đến nay. Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Thanh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh, Long An cho biết, vụ việc đã được công an huyện vào cuộc làm rõ. Việc cô giáo sai xử lý trước và vào ngày 20 tháng 4, cô giáo cùng đoàn làm việc của huyện sẽ đến nhà phụ huynh. Riêng phụ huynh học sinh, huyện giao công an tiếp tục làm việc, lấy lời khai và có biện pháp xử lý về việc tác động vào má cô giáo và tung tin lên mạng xã hội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.